trên đất kia đấy. Trên đất miền Đông. Rồi làm lại. Lần cuối nha. Lần hai. Má nhức quá. Hành trình trên đất miền Đông. Tối mình về cũng sớm. Đưa mặt anh xích lên đó. Oh,
Vâng, kính thưa tất cả quý vị quan khách, ngay bây giờ gia đình tôi xin mời tất cả quý vị quan khách.